Ai kêu con làm vậy? Cô tự làm á. Thì cậu gắng kiếm mợ hai làm tiếp con ha. Nha. Ok không? Được không? Nào tiền. Nãy con nói gì? Cái gì mà nói gì? Nãy á. Sao kêu nó lại vậy? Ừ. Cậu hai lúc chiều ông ngoại đi, cậu hai mận với bà ngoại hả? Ừ. Thôi con biết. Thì có ông ngoại đi á. Ông ngoại đi gì? Đi qua nhà mẹ con. Vậy hả? Ông ngoại đi rồi sao không biết? Ai không biết cậu làm ba? Thì bà ngoại nói. Vậy hả? Cô hai cắt như hai. Mà mẹ ra làm đâu rồi con? Cắt đi.